sếp công ty đòi nợ thuê Hưng Thịnh bị bắt. Ông Tống Văn Vịnh, phó giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh, ký hợp đồng mua lại các khoản nợ xấu sau đó dẫn đàn em đến nhà, con nợ, gây sức ép để đòi tiền. Ngày 10 tháng 11, ông Vịnh, 48 tuổi cùng 8 người vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội bắt để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Nhà chức trách cáo buộc, các bị can thường mua lại các khoản nợ xấu để tổ chức đi đòi nợ kiểu xã hội đen họ tổ chức thành nhiều nhóm mặc đồng phục, đeo thẻ công ty, đi ô tô có dán chữ mua bán nợ, đến nhà người vay gây sức ép đòi tiền. Với người không trả, họ ăn nằm ngay tại nhà hoặc trụ sở công ty để đe dọa. Nhiều con nợ không chịu được sự quấy rối phải viết giấy cam kết trả tiền theo lộ trình họ vạch ra. Công an cho rằng hành vi trên của nhóm bị can đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định, ngày 10 tháng 10 Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh ký hợp đồng đòi giúp bà Mai khoản nợ 2,5 tỷ đồng. Vịnh chỉ đạo và trực tiếp cùng các đàn em đến nhà con nợ của bà Mai để chửi bới, gây sức ép. Vịnh yêu cầu con nợ viết giấy vay nợ và trả trước 200 triệu đồng nhưng bất thành. Ngày 31 tháng 10, nhóm của Vịnh tiếp tục đến uy hiếp và khi đang viết giấy nhận trước 50 triệu đồng thì bị cảnh sát bắt. Theo cảnh sát, công ty mua bán nợ Hưng Thịnh và bà Mai chỉ ký hợp đồng giả cách không thanh toán tiền mua nợ. Vịnh sau đó sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa việc đòi nợ thuê. Nếu đòi được tiền, các bên chia 50-50.